Xin chào mọi người. Hôm nay em quay một cái clip gửi đến bà con nuôi sinh sản kết hợp với trại chó Long Biên của bọn em ấy. Thì em cũng nói luôn một số cái lưu ý cho mọi người, như là 90% cái con chó mọi người phối về ấy, nó đậu hay không ấy, nó phụ thuộc vào người nuôi rất là nhiều mọi người nhá. Còn ví dụ như khi mà gửi lên trại em là tất cả này, chó ở đây là bọn em đều cho uống vitamin E bổ sung. Thì mọi người lưu ý cho em như này này, khi mà ví dụ như là cái con chó nhà mọi người ấy, nó thường thường một năm con chó này nó sẽ đậu được 2 lần. Thì khi mà nó tách con được khoảng 6 tháng rồi ấy, tách con được khoảng 4 tháng, tức là 6 tháng sau khi nó đẻ ấy, là thường thường con chó nó sẽ sơ lơ lại. Và khi nó sơ lơ lại ấy, thì mọi người để ý này này, khi mà con chó lông nó mượt rồi thì mọi người bổ sung vitamin E cho em. Một ngày mọi người cho uống 1 viên thôi vào cái đợt đấy. Và khi mà con chó mà nó bắt đầu nó ra máu những cái ngày đầu tiên ấy, hoặc là mọi người thấy hoa nó sưng mọi người nhá, thì mọi người có thể bổ sung một ngày 4 viên vitamin E cho em. Nó không đáng bao tiền đâu, bởi vì sao, mình nuôi con chó cả năm rồi mà mình bỏ thêm 100.000 như này mình bổ sung cho con chó ấy, thì con chó nó sẽ rụng trứng rất là nhiều đấy. Để nó rụng trứng nhiều thì mọi người kiểu gì là mọi người nó đẻ nhiều đúng không, mà đẻ nhiều thì mọi người có thêm thu nhập. Đây ví dụ như là khi mà mọi người cứ lên cho uống rồi, tất cả khách đấy gửi phối lên nhà em nhé, em đều dặn mọi người cho uống vitamin E từ những ngày đầu tiên đấy. Thích anh nói em vào đây cho uống mỗi con 2 viên đi, vì cái viên này là viên to, mà bình thường viên bé tôi cho uống 4 viên. Có từng loại mọi người nhé, 400 với 500 đầy đủ luôn. Chứ còn mua một gói này nó chỉ hơn 100.000 thôi, nhưng mà nó tỷ lệ đậu rất là cao. Đây này, và đến đây ấy, bọn em còn test máu các thứ nữa cơ. Nguyên tiền test máu một tháng nó hơn 10 triệu rồi mọi người ạ. Đấy, nên là cái chỉ số nó rất là chuẩn. Bây giờ nó ngoài kinh nghiệm này, ngoài có con đực test ra này, lại còn test cả máu nữa ấy. Cái tỷ lệ phối của nó rất là chuẩn rồi. Nhưng cơ bản nhất là do mọi người thôi. Ví dụ như ai người ta có kinh nghiệm rồi ấy, thì người ta thứ nhất người ta cho uống vitamin E này, thứ hai là người ta canh đúng ngày để người ta phối này, thứ ba là sau khi phối xong ấy, mang về ấy, thì là nào mà rút nào ra nào mọi người mang về, mọi người nhớ để nó vào những cái chuồng gông của em. Mọi người gông thêm một cái lồng, à làm thêm một cái lồng khoảng 500 đến 700 nghìn thôi, làm một cái chuồng gông giống cái người ta gông có lợn lái ấy, thì để nó dễ đậu mọi người nhá. Chứ còn phối về mà nhiều khi mình cứ để cho nó cứ chạy long qua long quanh rồi nó đánh nhau với con nọ con kia thì tỷ lệ đậu nó rất là khó. Ví dụ như là một số nhà phối giống của nhà em nhá, các chú ấy rốt ra mọi người biết nhá, rốt ra nó rốt nó rất kỹ rồi đúng không, thế nhưng mà ấy con chị Hương ấy ra nó chộp đánh nhá tí, thế nhưng mà ấy mọi người cứ tin không, chỉ cần một con gà nó đi qua cái chuồng đấy, con chó ở trong chuồng nó cứ nhồng lên nhá, nó rất là dễ xảy thai. Hoặc như hôm nọ bên chú quản em nuôi nhá, 4 con chó rốt hẳn một cái khu riêng với nhau, mà cái đàn bò của nhà bên cạnh ấy nó thủng hàng rào, thế là nó phi sang vườn nhà chú ấy nó ăn ăn bưởi phát nhá. Cả 4 con đấy nó cứ nhồng lên, nó cắn cái đàn bò ấy, 4 con đấy đều xảy hết luôn, đẻ non hết luôn. Nên là cái việc mọi người nuôi ấy, mọi người giữ ấy, nó quyết định 90% luôn. Còn ở đây nhá, đực nhà em nuôi rất là nhiều, nó khỏe rồi mà nó toàn tự nhảy thôi, với cả là tét máu các thứ ok hết rồi, nên là nó cái tỷ lệ xịt nó khó cực kỳ luôn. Quan trọng nhất là mọi người nuôi như thế nào thôi, cái cách nuôi của mọi người ấy, hoặc là mọi người làm mà không có cái chuồng gông chẳng hạn, thì mọi người phải để cho nó ở những cái khu riêng, che đậy kỹ lại, thì là nó kiểu nó yên tĩnh ấy. Nói mọi người hình dung cái kiểu câu chuyện là phải dưỡng, có thai rồi nhưng mà phải dưỡng thai, mọi người hiểu ý em không? Chứ còn mình phối về mà mình cứ cho nó chạy nhảy tự do thứ ấy, thì nó rất khó động. Nó như kiểu là bây giờ con chó nó như cái chùm nho ấy, mọi người hình dung nhá, mình cứ rung như này này, nó rất là dễ rụng những cái quả nho nó xuống. Muốn nó đậu nhiều thứ mình phải cho nó uống thêm vitamin E này. Lên đây bọn em test chỉ số này. Một cái lưu ý nữa nhá, là ví dụ như là ở nhà mọi người có những cái con chó đực ấy, có những cái con chó đực ta ấy, con chó ta ấy, thì là mọi người có thể dí nó vào để xem là con chó nó vẩy nuôi hay chưa. Thôi đây này, để em cho mọi người xem. Thứ nhất mày từ rửa tay nào. Đến đây thì ngoài là test máu bằng khoa học thì trại em sẽ bắt nước theo bằng dân gian này và thử theo đực nữa nhá mọi người nhá. Như con này này, mọi người thấy không?
ví dụ mọi người luôn, mọi người phải có kinh nghiệm chút đây nhá. Đây, con chó cái mọi người vuốt như này đúng không? Mọi người đọc ở đây tí này. Nó vảnh như này rồi, máu nó vẫn tươi đúng không? Thì mọi người vẫn gửi lên xuống gần nhà em. Bởi vì như này, có khi ngày thứ hai, ngày thứ ba mọi người gửi xuống nhà em ấy, nó không giải quyết được cái vấn đề gì cả. Em thì em không phải tiết thức ăn, nhưng mà con chó ấy nó lạ nhà ấy, nó không ăn chẳng hạn, hoặc là nó kiểu stress ấy, bởi vì nó chuyển đến nhà mới à, không biết là nó được cho đi phố hay là nó bị người ta bán đi để thịt cái thứ. Nên là con chó nó rất là stress đấy. Mọi người cứ như này, đến cái tầm này thì mọi người gửi xuống nhà em. Còn nếu mà ai có kinh nghiệm nhá, thứ nhất là như này, cái cuống hoa của nó ấy, nó mềm như cái miếng thịt lợn đấy ở ngoài chợ ấy, và cái máu của nó ấy, nó nhờ mà máu cá như con này này. Hôm nào bọn em test đây là phải 3 ngày nữa mới phối được, bởi vì sao, chịu thì nó chịu được rồi. Thế nhưng mà mọi người thấy khi quay gần vào đây, cái máu ấy của nó vẫn còn rất là tươi, thì nó sẽ chưa phối được đâu mọi người nhá. Đấy, bao giờ ấy cái máu nó nhờ mà máu cá nó nhạt rồi thì mọi người bắt đầu tiến hành phối. Đấy, cái hoa của nó ấy, nó giật như này là. Tuy nhiên những cái con mà cứ vảnh đuôi như này là thì mọi người gửi xuống cho em là hợp lý rồi. Còn một số con ở đây nhá, là mới sa lơ ngày đầu tiên thì mọi người gửi xuống cho em thì cũng không nên, bởi vì là nuôi ở đây ấy, xong là nó cứ bị stress, nó căng thẳng đấy mọi người. Đây, bây giờ thả đực ra thì nhá. Đấy, sau khi mà test rồi các thứ nhá, bọn em lại thả đực ra xem là con đực ấy, nó quấn con nào nhất và con cái nào ấy, nó chịu được nhất các thứ ấy, thì mới bắt đầu tiến hành phối. Đây, cái nó nhìn thấy được đuôi nó cong lên như này là bắt đầu là lượng bắt đầu là khá là ổn rồi. Đây, mau giúp mày đi thử con kia xem nào. Giữa một rừng hoa không biết chọn bông nào. Mình mà cứ thả ra bình thường nhé, sau cái clip này là bọn em sẽ rốt nó vào một cái khu cho cái. Thế sau là xem con đực ấy, nó quấn con nào nhất ấy, là con đấy kiểu gì cũng xăm được. Nếu mà mình mang ra mình thấy mà cái hoa của nó cứ rực rồi là thứ hai là đấy, như con kia cả nó gặp được nó chịu đứng luôn mọi người thấy không. Để tí nữa nếu mà nó ấy chí quay gần nữa. Nếu mà nó chịu gặp được nó đứng im, đuôi nó vạch sang bên trái hoặc nó vạch hẳn sang bên phải rồi ấy, xong là cái hoa nó mềm này với cả máu nó màu cá, thế là ok là phối được rồi mọi người nhá. Chứ còn mọi người nuôi mình, mọi người phải có một chút kinh nghiệm và một chút kiến thức về cái nuôi sinh sản này thì mọi người nuôi nó mới thành công được và nó dễ. Chứ nếu mà mọi người nuôi, mọi người không có một tí kiến thức nào nuôi con chó này là nó đậu rất là khó. Đấy, quan trọng là mình phải biết giữ, sau khi phối về mình phải biết giữ con chó cái như thế nào ấy. Đấy nên nó rất là chịu được rồi. Nhưng mà vẫn chưa phối được mọi người nhé, bởi vì cái máu nó vẫn còn rất là đậm, máu vẫn còn tươi. Đấy, hôm nọ bọn em mới test xong, bản thân như những con này nhìn thì nó rất là chịu rồi đúng không, nhưng mà phải 3 ngày nữa mới phối được. Hôm nọ nó test tất cả cái đống lại như thế, toàn là chủ nhật này nó bắt đầu phối được. Thế nên là đực nó phải nhiều. Đấy, nuôi mười mấy con mà nó vẫn bị trùng lịch nhau là như thế. Đấy, chứ còn mọi người bảo nuôi 1-2 con đực thì nó cái chuyện nó trùng lịch nhau là chuyện bình thường đúng không. Đấy, mọi người phải có kinh nghiệm chút. Nó cứ như này thì bắt đầu gửi xuống nhà em này. Con này mày giật mình à? Giật mình chứ. Nó phải như này này. Đấy, là mọi người gửi xuống nhà em là vừa. Đấy, đây. Chứ mọi người đừng kiểu thấy những cái máu ngày đầu tiên thì thứ mọi người đã gửi luôn mọi người nhá. Chưa cần vội, cứ từ từ. Còn ai mà có kinh nghiệm ấy, gửi xuống nhà em phát chiều phối luôn đấy. Sau là hôm sau giả như thế thì hợp lý nhất luôn. Mà nó, con chó nó không bị căng thẳng, không bị sợ chết mọi người nhá. Còn nếu mà cái chuồng gông các thứ ấy, ai mà xem clip của bọn em mà chưa biết cách làm cái chuồng gông như thế nào thì cứ alo bọn em, sau đó bọn em gửi cái video làm chuồng gông cho mọi người xem. Đấy, tức là cái chiều rộng của nó là rơi tầm khoảng 50 phân thôi, cái chiều dài nó rơi tầm khoảng 1m2, và chiều cao của nó rơi tầm 60 phân là bằng đến chiều cao cái tai của con chó cái nhà mình. Thì khi mà phối về rồi giữ vào trong đấy thì con chó nó không nhồng, nó không chạy bên nọ chạy bên kia, nó chỉ di chuyển ở trong một cái không gian hẹp thôi, thì nó rất là dễ đậu mọi người nhá. Kể cả trước và sau khi phối, mọi người vẫn lưu ý cho em là nên cho nó uống cái vitamin E này thường xuyên để cho nó an thai này, trước lúc uống ấy để cho nó rụng trứng nhiều. Về nhà nếu mà mọi người cứ áp dụng làm những cách đấy cho em thì nó đậu 100%, mà nó đỡ phải phối đi phối lại nhiều lần cho mọi người. Đi lại nó mất công tiền tàu tiền xe này, rồi có khi nuôi cả năm rồi xong là cuối cùng là đến cái ngày hái quả thì mọi người cứ sơ suất, hoặc là mọi người tiếc một chút tiền làm cái chuồng gông cái thứ, hoặc là tiếc một chút tiền mua cái vitamin E cho nó uống để cho nó tăng cái hormone lên, thì là mọi người lại phải đợi đến nửa năm sau thôi nó mới bắt đầu sơ lơ lại, thì nó mất rất là mất thời gian đúng không. Đấy,
nửa năm thì nó tiền ăn tiền điếc nó thành bao tiền rồi đúng không? Còn nếu mà người ta biết cách nuôi một năm nuôi hả nó đẻ hai lứa đấy. Và nuôi sinh sản những thứ thì những cái ai mà nuôi một con đấy thì không nói, nhưng mà ví dụ như nuôi 10 con những thứ như này này là nó rất hay, kiểu là nó nhồng hoặc là nó sủa nhau, nó đánh nhau cái thứ. Thế nên là cái việc mình làm cái chuồng gông là cái việc rất cần thiết sau khi phối mọi người nhá. Nên là tại sao mà có những người nuôi sinh sản đấy rất là thành công, mà có những người nuôi sinh sản thì không bao giờ có con nào đẻ cả đấy. Quan trọng nhất là phải biết cách đấy, chứ còn đực biết các thứ ở đây thì bọn em thứ nhất là bọn em rất là nhiều đực rồi, thứ hai là test tiếp bằng công nghệ thứ áp dụng khoa học vào rồi cái tỷ lệ nó xịt nó khó lắm, nhất là cái thời tiết mùa lạnh như này. Ví dụ như mùa nóng các thứ ấy, thì còn bảo 50-50, chứ còn cái mùa lạnh như này phối ấy, cả hôm đó bọn em điện lại những cái khách mà phối của em từ cái đợt tháng 10 giờ đậu đến 90% rồi mọi người nhá. Đấy, nên là ai mà chưa có những cái kiến thức về sinh sản này thì mọi người có thể xem và tham khảo thêm những cái clip này của bọn em để chi tiết hơn. Còn ai mà chưa biết làm lồng như thế nào này, hay là ai chưa biết cho uống cái thuốc gì là cứ liên hệ bọn em để bọn em tư vấn nhá. Rồi, em xin chào mọi người. Ở đây mà nhá, giới thiệu lại mọi người luôn là đấy, từ nãy giờ là nói về chó cái sinh sản. Còn đối với khách hàng mọi người thấy nhá, đây tất cả chó cái nha mọi người yên tâm, là thứ nhất là được nhập này, thứ hai là cái ấy, phải là bố của những cái con này này phải là được nhập thì bọn em mới cho phối giống, chứ không phải là bố những cái con này cứ có giấy tờ là bọn em cho phối đâu. Có giấy tờ nhưng mà bố mẹ trong nước thì em không cho phối mọi người nhá. Ví dụ như là con này là con của Nicho này, con trong kia cũng con của Nicho này, con này là con của con Red Bull nhập xét nhà em này. Đấy, con kia là con của Red Robin 595 này, con này là bố mẹ nhập phả con của con Hanco này, mẹ nhập xét luôn. Mọi người nhìn thấy nhá. Cái gì nhỉ? Cái khâu đầu vào ấy, chưa nói đến chó con, nhưng cái khâu đầu vào này bọn em cũng phải tuyển chọn kỹ thì bọn em mới cho lấy giống, chứ không phải con nào bọn em cũng cho lấy giống xong là bọn em lấy tiền mọi người đâu. Thế nên là chó con các thứ như thằng Quyết nó lên đây nó dạy thì 100 con ấy thì đầu học được 100 con chưa phải trả lại con nào cả. Chứ còn ví dụ như là cái khâu đầu vào nó kém như kiểu bố mẹ nó không chất lượng các thứ này thì chó con của nó đương nhiên là thứ nhất nó không đẹp, thứ hai là dạy rất nó khó. Mọi người nhìn thấy cái chuyện em nói con này là con bố là nhập này hay con kia bố là nhập, đấy là cái chuyện của em nói thôi, nhưng mà mọi người nhìn thấy đây, mọi người cũng tự đánh giá là con chó này nó có đẹp hay không, đúng không? Đấy, mọi người, anh quay đấy, đấy mọi người tự nhìn và mọi người cũng tự cảm nhận được con chó cái nó có ổn, nó đạt chất lượng hay không, đúng không? Đấy, anh quay cả bên kia đi. Đấy, con kia con của Micho con kia kìa. Còn hàng 8 cân nữa. Đấy, con cái này thì phối được nào cũng đẹp mọi người nhá. Anh chị nào có nhu cầu thì hay muốn tư vấn gì về chó, về sinh sản, về phối giống thì cứ liên hệ với hotline bọn em nhé. Mà muốn kết hợp với bọn em thì alo. Xin chào mọi người. Thank you.